Rồi, hát sang cho các con tiếp tục thì bữa nay quay lại cái miếng lúa OM18 vụ thu đông 2024 ha. Thì cái này hát sang sẽ xịt về cái cứng cây ngắn lóng nuôi nuôi đồng ha, nuôi đồng với sâu bệnh đậu ôn vi khuẩn lem lép ha. Thì bữa nay 45 ngày thì nó đã làm đồng rồi, khoảng 50 ngày nó sẽ lên nó đồng ha, trung bình nó 48 49 ngày là nó lên nó đồng cuối cùng á. Thì bà con nên phun cỡ này để cho nó đừng có nấm bệnh rồi xâm nhập ha, để lên nó đồng nó bị tổn, nó bị chấm kim hay là những cái đốm vàng do bệnh nấm á, thì cái sau này cái nó đồng mình nó sẽ bị quang hợp chậm ha, vô gạo kém á. Thì bữa nay thì 45 ngày thì thật sự giải cứ phân 25 ngày tới giờ do xịt thuốc của công ty Agripharm mà nên không có giải ha. Mà hiện tại thì cũng vô cái bước rồi, cái quá trình làm đồng cũng tới thời giai đoạn để phân à, mà nước thì giờ nước 3 vụ nó chảy chiền như hoài nè, không biết sao giải đây, chắc bỏ luôn quá, bỏ chừng nữa rước hạt quá, thấy thì cây nó cũng ok hết rồi, cây nó cũng bự rồi, bón phân vô dư phân thì sau này nó bệnh thôi, chắc bỏ cho lùng chừng nào nó ôm bốc rồi mình bón cho nó rước cho nó chỗ luôn thì chắc được hết luôn, chứ bây giờ thật sang chắc là nghỉ luôn đó, không bón đó, xịt kích ba thuốc đi vô. Thì nói về cây bọng rồi thì nó ok hết rồi, tại vì thật sang đi thúc 2 cái phân với xịt thuốc nữa mà, nên là về cái cây thì nó là bao hết, bao bự bao ấy, thì chừng nữa chỗ lên thì bà con thấy á. Thì vụ này thì mình làm cũng đền tạm thôi, OM18 mà vô vụ mưa mà làm quá không được đó, bà con thấy không. Thì hiện tại thì Thác Sơn cũng đi nhiều, thấy nhiều chỗ như huyện Chi Tôm, Tà Đảnh thì Thác Sơn thấy nhiều, nhiều bà con mình gãy gãy dôi á, về cái trái bì lá nè bà con thấy không, trái bì lá vi khuẩn nè, nó vàng khè nè đó. Thì đậu ôn vi khuẩn dữ lắm ha, thì cái này do cách bà con làm thôi, về vấn đề xịt thuốc về bổ lá thì nó hạn chế nó. Thì về giai đoạn này thì đây Thác Sơn cũng mới tết luôn nè, thì cứ gọi 30 mấy ngày Thác Sơn xịt thằng thằng này thằng áo giáp kẽm ha, thì nó là giải pháp là cứng cây nuôi đồng luôn ha, kích rễ luôn, nó không ảnh hưởng, tại vì nó không phải là hoạt chất cứng cây, nên là xịt vô nè bà con thấy cái lóng vẫn cứng ha, cái lóng nó rút ngắn cái lóng dưới nè, rồi tới cái lóng hai nè, lóng hai thì hơi dương cao chút nhưng mà nó hơi nó cứng ha, nó cứng nó ú nó cứng nhưng mà cái cây nó vẫn không cao. Rồi lên lóng 3 nó cũng giật ra nè, thì nó giai đoạn này Thác Sơn bắt đầu Thác Sơn nó lên đồng nè, cái lóng 4 là cái lóng nó sẽ chỗ đó, cái lóng 4 là cái lóng nó ôm cái tim đèn, bữa nay tim đèn nó được 3 ly đó, bữa nay tim đèn được 3 ly rồi đó. Thì tiến hành Thác Sơn xịt vô cái này, thứ nhất là để nuôi đồng đó, và hạn chế dương cái lóng 3 lóng 4 luôn cho nó có cái chắc vô cho nó cứng cây luôn. Thì nói về rễ xịt thuốc của công ty Agripharm thì rễ nó cứ ra hoài nè, rễ nó khỏe nó trắng ha, chứ không phải là rễ già rễ ấy, rễ trắng là rễ mạnh thôi mà đó, rễ trắng rễ mạnh. Nước vụ này thì khai khô nó còn ra nữa, nước giờ là ngang hoài từ đầu vụ tới giờ thì 3 vụ mà máy rút đâu kịp đâu, mưa gió hoài con cũng biết rồi, mưa gió dữ lắm luôn ha. Thì bữa nay thì OM18 nó vậy, cái lóng này nè, cái lóng này nó bự thì nó sẽ hạn chế đổ ngã cho con, tại vì thường thường cái cây á mà vào cái thời mưa bão á, cái cây nhỏ mà nó yếu thì nó sẽ gãy, còn cái cây to mà cứng thì không đường nào gãy chứ, thì nó tương đương cái lóng lúa cũng như cái cây của bà con đó. Cái cây to mà cứng nữa thì gió cỡ nào gió nó cũng không gãy, nó gãy ngang lắm. Thường thường sập nó có 2 nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là gãy lóng rồi nè, gió nó gãy lóng ngang gãy nó gãy nè là nó sập. Nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là do cái bộ rễ không bám đất, do đất mềm á, đất mềm với hai nước khô thì nó cái bộ rễ nó kém quá thì nó bắn bứng bộ rễ lên lật qua ngã ha, đó là hai nguyên nhân đổ ngã đó. Thì về cái giai đoạn này thì Thác Sơn sẽ tiếp tục xịt vô cái thằng áo giáp kẽm á, nó là dạng siêu cứng cây tự nhiên đó, nó giúp ra rễ nở bụi á, gùng lúa cứng cây đứng lá chống đổ ngã ha, là nó nuôi đồng luôn á, nuôi đồng ra rễ luôn á. Thì cái thành phần của nó thì thành phần của nó là bổ sung kẽm á, và cái chất cứng cây tự nhiên ha con, bổ sung kẽm tới 15.000 ppm đó nó. Thì cái giai đoạn thì trong công ty có khuyến cáo bà con ha, đó 8, 22, 23 với 45, 46 đến 60 ngày, 61 đến 80 ngày ha. Thì liều dùng nó thì 2 chai 1 2 ha con, 1 chai 500 m³ đó, chai này nửa lít ấy, 1 chai 5.000 m³, 2 chai 1 2, cứ 2 chai qua quýnh ha, cứ quýnh các cái giai đoạn nó dương lóng để cho nó hạn chế dương lóng và nó cứng cái lóng ha. Cái nhất cái hai thì giai đoạn này cũng phải kèm sâu ha bà con. Thì hiện tại thì thấy cũng có sâu lai gai, đặc biệt là về sâu cuốn lá ha. Thì ở đây Thác Sơn sử dụng cái sản phẩm siêu sâu kháng của công ty Agripharm luôn đó. Thì gói này xịt nó hay mà nó vừa lưu dẫn dài nữa không con, nó một gói tới 2 mấy ngàn luôn mà đó. Thì ở đây Thác Sơn xịt ngừa một gói cho 1.300 m³ thấy không con, một gói này 30 ml,
gói 30ml xịt cho 1.300 m2 ha, xịt ngừa giai đoạn này. Nó diệt sâu kháng, nó là thành phần là abamectin 50 cấp B. Thì con có xịt một gói xịt ngừa giai đoạn xịt ngừa ngừa hiện gói 1.300 m2 là ok. Đối với cái thằng diệt sâu kháng thành phần là abamectin 5%. Kế tiếp là về cái đậu ôn và quy khuẩn á, thì giai đoạn đồng thì lúc nào bà con mình cũng phải quýnh cho nhiều. Nhiều bà con mình lúa mới hai mấy 30 ngày là nó bị đậu ôn vi khuẩn dữ lắm luôn ha. Thì cũng do cái cách bà con phun thuốc xịt thuốc á, nếu như bà đi phân á cân đối thì nó hạn chế thôi, chứ không thôi là cháy bị lá với đậu ôn dữ lắm luôn. Nó nhiều bà con mình cháy bị lá kiểm lại OM18 mà nó chịu cháy một cái bà hú á ha. Ở đây thật ra giai đoạn này cũng sử dụng cái cặp đậu ôn vi khuẩn của công ty Agifarm, nó là đậu ôn Thụy Sĩ không con. Thì đó gì đậu ôm hiện nay thuốc thẻ, thuốc cặp hay thuốc bột ha, thì dạng WKB thuốc bột thì con pha thùng một cặp này thì xịt ngừa thì 1.300 m2 cũng một cặp à ha. Thì nó là đậu ôm, về cái thằng đậu ôm thì nó thành phần đặc biệt luôn, nó là chi si collagen 800 g/kg gắt cao ha, nên là quản lý đồ ôm lá luôn của bông gắt ok. Nó là dạng nội hấp thấm sâu hiệu lực kéo dài ha, nó đặc trị đồ ôm lá đồ ôm của bông ha. Còn về cái thằng quy khuẩn thì nó là thành phần của nó là bitmycin 200 g/kg và streptomycin gì ha, phụ gia, thì đó là những cái thành phần đặc trị và cái trái bì lá bạc lá quy khuẩn ha, lớp vàng lớp đen đó. Thì hai này là thì đây sạch bệnh mức lá lông thì có phụ gia thì nó vào ghép B, thì bà con mình cứ quậy nước rồi bỏ xịt thì nó cũng ít có ảnh hưởng ha. Nó cũng không có nóng lúa gì mấy, nó vào ghép B chỉ bà con mình pha mà kiểu như pha mà không đều á, kiểu như cái đậm đặc cái thuốc bột nó chưa tan, bỏ xịt ra cái bát thì nó phải cháy, nó cháy lúa thôi. Còn mà con pha bình thường mà con lắc đều lắc kỹ thì xịt bình thường ha, không có ảnh hưởng gì nhiều. Đó, đây là với cặp đồ ôn vi khuẩn của công ty Agifarm. Và cái tiếp cũng kèm theo cái thằng Galiget 99,9 SC ha, thì nó là dòng diệt núm cũng như là quản lý về lem lép á, lem lép với khu vằn đúng vằn đó ha con. Thì hoạt chất nó cũng như thằng Anguin Sinta thôi, nó là 2 xe collagen nhưng mà giá nó có 190 một chai ha, rất rẻ. Và xài những cái giai đoạn này thì nó dùng tiết kiệm cho con mà hiệu quả vẫn ok ha, những giai đoạn chưa có lá đồng nè. Đó, thì một chai nó có 190 à. Một chai này con quất một ha, xịt một ha là vừa hính luôn. Đó, công điện 100 cc là ok à. Thì thành phần của nó là trị chắc là 2 xe collagen đó, giống của Anguin đó. Và cái thằng sunfun nó là phụ gia gì của công ty đó mình không biết ha, mình chú ý mình biết cái hoạt chất là 2 xe collagen là đặc trị về núm thôi. Đó, thì nó đặc trị về núm á, nó sạch bệnh xanh cây mướt lá, nó cũng tương đương Anguin mà nó rẻ hơn. Thì những giai đoạn này thì con xài những cái sản phẩm này là quá ok ha, không cần phải xài mất tiền đâu. Đó, thì ở đây thì bộ bốn thì sẵn chia sẻ cho con sâu đậu ôn vi khuẩn và cứng cây dưỡng đồng với lem lép ha. Rồi sẵn chào cả bà con ha.